hai bên đường cây xanh mát nha. À, mình quay cái cảnh mà đoạn đường đi vào chùa nổi. Đường thì nhựa mà điều nó không được đẹp, không rần. Thường thì mấy rầm lớn nó đông, mà không biết buổi sáng thì đông, mà buổi chiều mới... sáng mình không có đi, sáng mình công việc không đi, đi buổi chiều bây giờ nó còn đông không. Xã Tiên Bình chùa nổi của xã Tiên Bình nha.